vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Miền Bắc còn mưa lớn nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực Đồng Bằng, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 11 tháng 9 có nơi trên 100mm như Hải Triều, Hưng Yên 196mm, Tiền Phong, Hải Dương 162,2mm, Lương Tài, Bắc Ninh 132,2mm, Nam Trực, Nam Định 127,8mm, Đông Hải, Thái Bình 123,8mm, Quan Hoa, thành phố Hà Nội 118,4mm, Châu Thành, Trà Vinh 163,4mm, Bình Đại, Bến Tre 139,8mm, Bình Phong, Thạch, Long An 126,2mm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu 113,8mm. Dự báo, từ đêm 11 tháng 9 đến sáng ngày 12 tháng 9, khu vực Đồng Bằng, Trung Du, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tiếp đó, ngày 13 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Từ khoảng 13 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng xảy ra một đợt mưa lớn. Cập nhật mới nhất diễn biến lũ trên sông Hồng, giảm 2cm, cách mức báo động 3 26cm. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9, theo số liệu thực đo, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội xuống 2cm so với 1 giờ trước đó. Mực nước thực đo là 11,24cm, dưới mức báo động 3 là 26cm. Trước đó lúc 1 giờ ngày 12 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội xu thế đứng ở 11,26m, sau khi tăng 2cm so với thời điểm 20 giờ ngày 11 tháng 9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, trong những giờ qua, mực nước ở sông Hồng, sông Đuống đang biến đổi chậm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên sông ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi bồi giữa sông, vùng ven sông, sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Nước lũ gây ngập sâu, ngập lụt ở ven sông, vùng trũng thấp diện rộng ở các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư ở địa phương, có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê, nguy cơ sạt lở, xói lở đất ven sông. Vietnamnet xin cập nhật mực nước thực đo tại một số con sông lớn để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Nạn nhân vụ lũ quét làng Nủ, tôi kinh hãi không thể ngủ nổi. 23 giờ ngày 11 tháng 9, điện các phòng bệnh điều trị cho bệnh nhân trong vụ lũ quét làng Nủ ở huyện Bảo Yên, Lào Cai vẫn sáng đèn. Nhiều bệnh nhân không thể chợp mắt vì còn bàng hoàng sau thời khắc cận tử. Đội ngũ y bác sĩ liên tục kiểm tra tình trạng các bệnh nhân trong vụ lũ quét làng Nủ. Trong khi các y bác sĩ tiếp tục công tác chuyên môn, nhiều người nhà, bệnh nhân chưa thể chợp mắt, vẫn bàng hoàng sau khi thoát khỏi cửa tử, thẫn thờ ngồi trên giường bệnh với những vết thương chi chít khắp người. Ông Hoàng Văn Nhớ kể lại sáng sớm kinh hoàng khi cả bạn của ông bị lũ quét. Vì nền nhà có dấu hiệu nứt gãy, ông thức xuyên đêm đi canh chừng cho gia đình 6 người ngủ. Chừng 3 giờ sáng vì quá mệt, ông thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, nhìn lên đã thấy cả bạn mình biến mất, xung quanh là nước, đất đá, cành cây. Ông Nhớ bị cuốn vào khu cánh đồng ngay đó, bàng hoàng kể lại, ông Nhớ cho hay: tôi lồm cồm bò dậy thì thấy gần đó cũng có một người, bèn lội đến cứu, thì ra chính là con gái của mình. Trong cơn hoảng loạn, hai bố con vừa kêu cứu vừa dìu nhau bò lên chỗ cao. Khi ấy, nước sau lưng vẫn cuồn cuộn tràn về. Đến giờ, tôi vẫn kinh hãi, không thể ngủ nổi. Hoàng Nhung, con gái ông Nhớ bị chấn thương nặng, được người cô chăm sóc. Nhung gặp khó khăn trong đi lại vì phần chân có nhiều vết thương.
Gia đình Nhung có 8 người, 4 người đã được cứu và điều trị tại viện, 2 người còn lại mất tích, hiện chưa có thông tin tìm thấy. 23 giờ 30 khuya 11 tháng 9, bé Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi vẫn thức vì kêu đau ở lưng và chân. Trong trận lũ quét kinh hoàng, bé may mắn được một người đi thăm nước đêm gần đó cứu sống. Bé sống ở thôn Làng Nụ cùng bố mẹ, hiện cả hai đều chưa được tìm thấy. Bà ngoại nghe tin, sáng hôm sau tức tốc chạy vào viện thăm cháu gái. Ngọc Lan bị hội chứng vùi lấp, phổi của em bị sặc bởi bùn đất, nhiều phần da xây xát rất nặng. Đa số các bệnh nhân tại đây đều bị xây xát nặng và một số tổn thương khác. 10 bệnh nhân có tình trạng nặng hơn đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị. Ông Phạm Hùng Việt, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cho biết, hiện tình trạng các bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi ít nhất một tuần nữa mới có thể kết luận chính xác. Nhiều người dân ở bãi ngập lụt sông Hồng cố thủ bảo vệ tài sản. Ngày 11 tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên báo Vietnamnet, ở khu vực bãi sông và bãi giữa sông Hồng, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhiều người dân vẫn ở trong những ngôi nhà nước ngập hơn 1 mét với lý do ở lại để bảo vệ tài sản. Ông Nguyễn Anh Tú, 50 tuổi, ở ngõ 464 đường Âu Cơ, phường Phú Thượng cho biết, người già, trẻ nhỏ và những tài sản có thể di rời được, gia đình đã chuyển đi, nhưng các tài sản khác như ô tô tải, máy móc nặng hàng chục tấn và cồng kềnh, gia đình không thể di chuyển được nên ở lại trông. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Minh, 60 tuổi, ở ngõ 16 đường An Dương Vương, tâm sự, mấy con lợn, mỗi con hơn 50kg, không thể di chuyển được nên tôi phải ở lại trông. Cầu mong nước không dâng lên, đến nơi lợn gà đã ở tạm. Nước ngập cao hơn nữa, tôi cũng chẳng có cách nào đành bỏ của chạy lấy người. Cũng ở đây, bà Nguyễn Minh Hoài, 50 tuổi, nhìn vườn đào tếu táo nói, nước sông Hồng dâng cao và ngập thế này, Tết năm nay nhà tôi ăn to lắm. Nhưng sau đó bà buồn bã tâm sự, mấy ngày nay, cố di chuyển đào lên chỗ cao, nhưng di chuyển tới đâu, nước ngập tới đó. Giờ chỉ biết nhìn vườn đào ngập sâu trong nước lũ mà lòng xót xa, vườn chuối sắp thu hoạch cũng chìm trong biển nước mất rồi. Nói về khó khăn của người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng cho hay, đúng là rất khó di chuyển lợn, gà và các phương tiện nặng cồng kềnh. Chính quyền địa phương chỉ di chuyển và bố trí nơi ăn trốn ở cho bà con nhân dân. Người dân có thể mang theo những tài sản thiết yếu, gọn nhẹ, nhưng tài sản cồng kềnh thì không thể. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng công an quận Tây Hồ cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ khiến nước sông Hồng dâng cao, quận đã triển khai các biện pháp khẩn cấp di rời toàn bộ người dân lao động ngoài bãi giữa đến nơi an toàn. Theo thượng tá, hiện các phường đã rà soát các hộ dân, nhân khẩu, nhà cấp 4 khu vực ngoài đê sông Hồng để chuẩn bị phương án di rời trong trường hợp nước lũ dâng cao và tổ chức thực tập hàn khẩu. Tại phường Phú Thượng đã chuẩn bị phương án di rời khoảng 1.116 hộ dân với 3.000 nhân khẩu về trung tâm văn hóa của phường và nhà sinh hoạt các tổ dân phố trong trường hợp các tổ dân phố ngoài đê trên địa bàn bị ngập ở mức nguy hiểm. Phường Yên Phụ đã có những phương án di rời khoảng 130 hộ dân với trên 500 nhân khẩu về trung tâm văn hóa phường và nhà sinh hoạt các tổ dân phố khi ngập lụt các khu dân cư trũng thấp.